đất này khô cằn. Ánh mắt em tự muôn xa, tươi mát nơi con tim anh. Chính là em người ơi, khiến tim anh rung rời. Cho anh thôi kim tìm, vì người anh cần yêu là em. Hãy baby, đừng mà nheo, đừng chạy đi nhá. Đừng chạy xa của con anh thôi. Tự bối rối mà khi thấy người, vì lỡ chót yêu em mất rồi. Ở cạnh anh, gần bên anh này, tình yêu anh liệu người có thấy. Chẳng như gió hay là mây, chỉ cần có em ở đây thì yêu mãi đông đầy. Lòng trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh. Tinh 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 tinh, từng bước chân lại bước gần anh lon ton tí tí. Bé mèo xinh, duy nhất em, chính là em, chẳng ai khác đâu. Ngắm thật lâu đôi môi mắt nâu, càng ngắm càng yêu mẹ baby cutie. Nhìn gì vậy? Nhìn gì? Kệ anh ta đi. Muốn đi chơi đúng không? Thả ra! Anh điên hả? Tôi có hôi đâu mà bắt đi tắm hoài vậy? Trên đầu cả ngàn con giận con rồi kìa. Thì đi gọi đầu thôi, mắc mới thì bắt tôi đi tắm. Không. Đi tắm lát về dơ chứ coi. Ờ hả? Coi. Xin lỗi. Bộ này là bộ cuối rồi đó. Ăn gì mà đẹp dữ vậy trời. Đúng là người đẹp vì lụa. Đẹp cứ như nam thần ấy. Nè, nghe tôi nói gì không vợ? Bộ này được rồi. Tưng bừng khai trương, với mỗi hoa đơn tặng một chiếc bánh, áp dụng cho cặp đôi yêu nhau. Nhìn gì? Không lẽ vì ba cái bánh này mà tôi với anh bán rẻ bản thân sao? Tất nhiên là không rồi. Tại sao tôi với cậu phải làm như vậy? À, chị ơi, cho em order nước, một phần bánh cho cặp đôi đang yêu ạ. Em đi cùng với người yêu em. Nhìn hai anh không giống cặp đôi đang yêu cho lắm á. Dạo này
hay có những người tới giả làm cặp đôi yêu nhau để nhận bánh free của tụi em á. Hai anh có gì để chứng minh không? Anh yêu ơi, bé uống cái gì đó heo thì một chút á. Bị tai biến à? Thế thì bé uống nước ép cà rốt đi cho đẹp da. Bé chưa đủ đẹp sao anh? Anh nói vậy bé buồn mà. Thôi anh thương, bé muốn đồ uống heo thì đúng không? Hay là uống nước suối đi, cho em qua đợt nước suối chị ơi. Nước suối? Anh tới đây mà bắt tôi uống nước suối hả? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Chị ơi, em thấy nước suối hợp với ảnh hơn. Chị cho em cái món gì mắc nhất ở đây luôn á chị. Món đó không ngon đâu bé ơi. Anh Vích, dạo này anh ổn không? Ủa? Ai vậy? Anh ổn. Em mới lên Đà Lạt à? Sao tôi hỏi không trả lời? Dạ, em lên Đà Lạt đi du lịch. Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Cũng lâu rồi anh ha? Cũng lâu rồi. Đây là người yêu mới của anh hả? Không, bạn anh thôi. Anh cũng lên Đà Lạt du lịch hả? Lúc quen em, anh bận lắm mà. Thời gian cho em còn không có nữa là. Sao thấy có điểm không lành vậy ta? Anh chuyển lên Đà Lạt sống rồi. Anh thuê nhà trên này. Em rảnh ghé nhà anh chơi. Thiệt hả? Giờ em đang rảnh nè. Mình đi luôn đi. Chết tiệt thật chứ. Anh kiếm đâu ra căn nhà mà đẹp quá vậy? Duyên số thôi. Nhà thuê cũng rẻ. Ôi, nhưng mà người ta nói á, của rẻ là của hôi á. Nhà tôi hôi lắm á, cô đi về đi. Em đừng nghe cậu ta nói. Cậu ta không có ý gì đâu. Lúc nào cũng giả dở ương ương vậy đấy. Mà hai người ở chung hả? Em thấy ngại quá. Hiện tại thì ở chung. Mà thực ra cậu ta ở trước anh đấy. Thì ra là bỏ Sài Gòn lên đây với người ta. Vậy mà hồi trước tôi kêu ở chung thì không chịu. Em nói gì cơ? Đâu có gì đâu. Mà em thấy á, anh An cũng đẹp trai. Mà sao tính kỳ quá vậy? Cô nói ai kỳ? Thôi bỏ. Tính nét thì kỳ thế. Người ta là khách mà. Khách là khách của anh, chứ không phải khách của tôi. Anh hỏi ý tôi chưa? Tôi sai được chưa? Xíu con bé nó về liền. Để mà tôi tí đi. Mai tôi làm cá cho anh. Hai con cá. Ngoan đấy. Xin lỗi em nha. Cậu ta hơi cọc tính xíu. Tại vì nhạy cảm khi người ta chê nhà cậu ấy.
Anh, nhưng mà em nhờ anh một chuyện này được không? Tới nữa rồi đó. Giờ sao ta? Từ chối thì cũng kỳ. Chắc không sao đâu. Nấu bữa cơm cuối, hoặc là ôm một cái rồi về thôi. Em nói đi. Chuyện là em lên đây du lịch có một mình à, nên là còn hơi bỡ ngỡ. Với lại á, cái chỗ em đang ở nó ồn quá à. Em lại là con gái nữa, em lên đây du lịch một mình nên em thấy sợ. Anh có thể cho em ở đây vài ngày được không? Chết tiệt thật chứ. Hay là anh sợ em? Thôi, nếu như mà anh sợ em thì thôi, để em đi về khách sạn em ở một mình cũng được. Không. Mắc gì anh phải sợ? Em cứ ở lại đây đi, ở bao lâu tùy thích. Thiệt hả? Thiệt. Vậy tối nay em ngủ chung với anh nha. Có cả An nữa đấy. Có An nữa hả? Tại có mỗi cái phòng ngủ à. Vậy là ba người phải ngủ trên một chiếc giường hả? Đương nhiên là không rồi. Cô nằm ở dưới đất, tôi với anh Vít nằm ở trên giường. Ủa, vậy tại sao không là em với anh Vít ngủ trên giường, còn anh ngủ dưới đất? Thì anh ở đây trước mà. Mắc mớ gì anh phải nằm ở dưới đất. Thôi, An giỡn đấy. Em ngủ trên giường đi, anh với An ngủ dưới đất. Làm cái trò gì đấy? Rửa đi. Thấy rửa chén vui lắm mà. Thì biết là rửa chén nhưng mà có mang chăn ga ra đây làm gì? Không rửa được thì thôi. Đầu còn bài đặt quan tâm chăm sóc mình đồ. Giờ có cũ bỏ mới. Chưa thấy ai vậy luôn á. Nó ở có chút xíu thôi, bây giờ ở luôn luôn rồi. Tội thật sự. Ở chung nhà mà tự nhiên cho mình ra rìa vậy á. Càng nói càng bực. Còn hứa với mình là nấu cá cho mình ăn. Rồi bây giờ nấu ăn toàn rau không à. Có biết ăn đâu. Tội thật sự.
Anh ta xứng đáng bị ải chĩa suốt cuộc đời này. Tôi bị vậy thì cậu cũng mệt đấy. Mắc gì tôi phải mệt? Thì sẽ phải lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nói như là mình có giá lắm vậy á. Tôi mặc kệ anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Sao đấy? Giận à? Không thèm, chả ai quan tâm. Nên là có giận hay không giận cũng vậy à. Nói cái gì vậy? Chứ không phải mèo hư không ai chơi chung à? Anh mà nói một tiếng nữa là tôi táp anh thiệt đó, anh tin không? Sợ quá đi. Ngoan nhà vô. Vô. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Nhà chưa đủ đông hay sao? Còn rủ thêm. Nói cái gì vậy? Đông vui ăn mới ngon. Thành với Sammy cứ ăn đi nhá, tự nhiên như ở nhà. Em không nghĩ gì đâu. Em tưởng là anh rủ có một mình em thôi chứ. Bạn này là ai vậy? À, bạn của anh. Lần đầu lên Đà Lạt nên ở đỡ vài hôm. Là người yêu cũ mới đúng. Mọi người ăn đi. Người mới, người cũ. Chắc anh vít mệt lắm ha. Là sao? À, dạ thôi không có gì đâu. Mà em thấy á, ăn không á thì nó hơi chán á. Thôi mình chơi trò chơi đi. Em có một cái game này vui lắm. Trò gì vậy? Bây giờ á, lần lượt mỗi người chúng ta sẽ chọn một người bất kỳ để hỏi một câu hỏi. Người bị hỏi á sẽ phải uống một ly rượu và trả lời câu hỏi đó thật lòng. Nếu như mà không trả lời thiệt lòng á thì uống thêm ly nữa. Mọi người hiểu không? Chơi chơi, chơi liền đi. Ok, vậy em bắt đầu luôn nha. Anh Vít. Mới đầu game luôn đấy. Không có rượu đúng không? Bây giờ em hỏi anh nha. Tại sao tất cả các món trên bàn đều làm từ cá vậy? Thì tại cá rẻ. Không, anh không trả lời thiệt lòng. Mà sáng chị bán cá không có nói với em như vậy. Chị bán cá nào? Nói gì? Thôi bây giờ anh không trả lời thiệt lòng thì anh uống ly nữa đi. Hèn chi. Hồi sáng em kêu anh mua thịt mà anh không chịu. Thì ra là có lý do. Anh mau trả lời thiệt lòng đi. Tại An thích ăn, bữa hứa nên mua. Thấy chưa? Hồi sáng chị bán cá nói với em là có một anh chàng rất là đẹp trai mua hết cái sạp cá của chị, nói là cho mèo ăn. Mèo nào mà ăn hết cái đống cá này? Vậy còn chuyện sáng nay, em thấy hai người
Chạm môi nhau là sao vậy? Thiệt hả? Giờ tới lượt anh. Anh hỏi Thanh. Anh hỏi đi, em đã sẵn sàng rồi. Anh muốn hỏi là em đã có người yêu mới chưa? Ê trời, hỏi gì kỳ vậy cha nội? Có cây súng nằm kế bên rồi mà còn tham lam nữa hả? Khùng hả? Để Thanh trả lời kìa. Tất nhiên là chưa rồi. Anh cũng biết em vẫn còn tình cảm với anh mà. Thật ra em lên Đà Lạt là bởi vì em thấy anh đăng hình ở trên này. Biết là hơi phiền nhưng mà em vẫn muốn được gặp anh. Thôi tới anh An chơi đi ha. Anh An hỏi đi anh An. An hỏi Thanh, khi nào Thanh đi vậy? Hỏi gì kì đấy? Biết anh biết nói không? Chia tay rồi, mắc gì bám theo người ta hoài vậy? Còn anh nữa, còn yêu người ta hả? Mà hở ra là bên, hở ra bảo vệ. Này, càng nói còn quá đáng. Cái này không phải ở việc còn yêu hay không yêu. Cậu quá đáng thì tôi góp ý thôi. Còn yêu người ta thì nói đại đi, lắm lời. Ê, sao vậy? Ê, em xin lỗi nha. Thật ra thì... Kệ đi, đừng quan tâm. Em thấy anh An không có hiểu chuyện, với lại tính tình cũng kỳ cục nữa. Nếu mà là em thì em sẽ đối xử tốt với anh hơn. Em biết là anh vẫn còn quan tâm em đúng không? Chắc em hiểu lầm rồi. Em hiểu lầm chuyện gì? Anh không quan tâm em. Chỉ là anh không muốn mọi người nghĩ An là người xấu nên mới bênh em. Anh nói vậy chắc em hiểu mà đúng không? Nếu mà muốn gặp anh nữa thì đừng làm như vậy. Với cả đừng phàn nàn gì về An. Anh không thích. Là mắc gì giận ổng? Anh mà cứ vậy hoài là mốt con bé đó cướp con vết đi thiệt đó. Cướp thì cướp đi. Không thèm. Không thèm thiệt không? Không thèm là mắc gì ghen? Không có ghen. Tại không thích. Không thích. Nhìn mặt anh giống... À, trời đau bụng quá. Đau chết đi được. Giận hả? Không thèm. Thôi xin lỗi. Nãy tôi hơi lớn tiếng với cậu. Anh muốn bên ai thì bên, quan tâm ai thì quan tâm. Tính tình tôi nóng nảy khó chịu vậy đó. Chịu không được chịu thì thôi. Khó nhưng tôi vẫn chiều cậu đấy thầy. Anh đừng có nghĩ là anh nói chuyện vậy là tôi bỏ qua cho anh đó. Anh đối với ai cũng nhẹ nhàng vậy hết trơn. Ê không có nha. Từ trước tới nay dịu dàng như vậy chỉ có mình cậu thôi đấy. Bởi vậy tôi mới Thanh mới chia tay. Nhưng mà sao chia tay? Chuyện dài lắm.
Khi khác tôi kể cho cậu. Giờ có chuyện này quan trọng hơn này. Chuyện gì nữa? Đi ăn cơm, đói bụng rồi. Đi. Mà anh phải vẽ xương cá cho tôi đó. Dạ. Đi ăn cơm thôi. Chào tất cả mọi người. Thì hiện tại Ohai Production vẫn đang kêu gọi donate để có thêm kinh phí thực hiện các dự án mới. Mọi người có thể là liên hệ donate cũng như là tài trợ và đầu tư tại vị trí này. Và bọn mình không quan trọng là số tiền là bao nhiêu, vì đó chính là tình cảm của mọi người dành cho Ohai Production, và tụi mình rất là trân quý và biết ơn vì điều đó. Và hy vọng thì Ohai Production sẽ vượt qua khó khăn về tài chính trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.